Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Kiki, bạn nghĩ loài khủng long nào mạnh nhất? Chắc chắn là T-Rex. Không ai có thể hạ gục được nó. T-Rex mạnh hơn cả chúng tôi ư? Chắc chắn nó rất là mạnh và còn có một hàm răng rất sắc. Mạnh mẽ ơi, tôi rất là mạnh mẽ. Thấy chưa, chúng tôi thật sự rất mạnh. Nhìn xem này quá xê. Cùng banh lên. Mình vừa tới thế giới toàn là khủng long, với chiếc tai to có ba sừng nhọn. T-Rex đây ư? Khủng long ba sừng. Nhìn xem này quá xê. Cùng banh lên. Mình vừa tới thế giới toàn là khủng long, có thân rất to với chiếc cổ dài. T-Rex đây ư? Khủng long cổ dài. Nhìn xem này quái xe, cùng mạnh lớn. Mình vừa tới thế giới toàn là khủng long, hắn ta cực mạnh, có răng sắc nhọn. T-Rex đây ư? T-Rex. Nhìn xem này quái xe, cùng mạnh lớn. Mình vừa tới thế giới toàn là khủng long, hắn ta cực mạnh, có răng sắc nhỏ. Đó là T-Rex. T-Rex. Bọn mình sẽ quay xe cùng mạnh lớn. Mình vừa tới thế giới toàn là khủng long, chúng tôi siêu xe, quay xe rất mạnh. Nào mời bạn xem tôi siêu xe quái xê. Oh yeah. Quái xê đây. T-Rex bỏ chạy rồi. Các bạn đã làm nó sợ. Các bạn còn mạnh hơn cả T-Rex. Tất nhiên rồi.